Bắt đầu. Sau khi học cái khóa học đầu tiên ở đây thì em nhận thấy là cái giáo trình rồi cơ sở vật chất rồi thầy cô giáo bạn bè đây thì rất là tốt, chưa giờ được học một lớp nào tốt như này. Và nếu mà có những cái khóa học nâng cao hơn và nếu em sắp xếp được thời gian thì chắc chắn em sẽ rủ bạn bè và mọi người tham gia cùng. Ok, cảm ơn em. Được.